Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông. Vì thế, tại các tỉnh thành ở phía đông Bắc Bộ vẫn phổ biến là có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm thì có sương mù nhẹ rải rác. Riêng các tỉnh vùng núi sẽ có mưa rông rải rác, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng nhẹ ngày đêm, giao động từ 20 đến 29 độ. Tương tự tại các tỉnh thành ở phía Tây Bắc Bộ, trong hôm nay cũng như là trong 3 ngày tới cũng phổ biến là ít mưa, sáng sớm thì có sương mù nhẹ. Nền nhiệt tại đây thì cũng tăng nhẹ, giữa trưa và đầu giờ chiều đạt ngưỡng từ 26 đến 29 độ, có nơi còn cao hơn. Khu vực Trung Bộ trong 3 ngày tới vẫn chưa có hình thế cây mưa nào tác động, vì thế thời tiết nhìn chung là vẫn khá ổn định. Các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây và có mưa vài nơi, sáng sớm thì ở đây vẫn có sương mù, nhưng đến trưa chiều thì mây mỏng dần, trời hứng nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng, chiều tới và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ ngày và đêm ở đây trong 3 ngày tới, giao động từ 23 đến 31 độ, có nơi còn cao hơn và đạt ngưỡng 32 độ. Ở vùng cao Tây Nguyên trong những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết là ít mưa, ban ngày có nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ 18 đến 31 độ, đêm và sáng trời xe lạnh. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, tại đây cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều, cùng nền nhiệt ngày đêm trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Trong đó thì khu vực có nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là 34 độ.